nó chết luôn đấy. Ông để ơi cho con một chiếc bánh nha. Ủa con xin ông đĩa hả? Trời con xin ông sao quá xong đĩa nghe. Con phải quỳ lại ông đĩa lại đi. Gần ông đĩa mới nghe được chứ. Chứ thương con làm cái gì chứ. Sao? Lại gần sát bên ông đĩa luôn. Con sợ ông đĩa hả? Ồ trà sữa sợ cái này. Sợ ông Phật hả? Rồi thôi được ông đĩa cho rồi con lấy đi. Con lại lấy đi. À trà sữa sợ ông Phật nha quý khán giả. Ở đây quỳ lại ông đĩa đi, ở đây quỳ lại cũng được, cũng được. Ông đĩa thấy. Lại đi con. Hả? Con sợ hả? Rồi con sợ ông Phật hay lại đây cho lấy nè. Rồi con lại ông đĩa con lấy được rồi nè, cho che ông Phật lại nè. Đó. Cho che ông Phật. Rồi. Xin ông đĩa nó ông đĩa cái, nó ông đĩa cái. Không đĩa. Nó không đĩa đi, để cho che lại rồi. Sợ ông Phật hả con? Ông Phật gỗ rồi con che con nói đi. Rồi con lại lấy con đĩa xin đĩa đi. Tội nghiệp quá. À. Rồi lại xin đĩa đi, thôi đi. Nè. Mình cúng rồi, mẹ cúng rồi. Mẹ cúng rồi xin ông đĩa lấy ăn đi con. Xin đĩa bưng dĩa bánh ra đi. À. Bánh u lá tre. Bánh u nước tro lá tre. Con đi đâu vậy? Qua nhà ngoại hả? Mọi người ăn. Qua nhà ngoại mà tất cả mọi người ăn hả? Có ba cái bánh rồi sao mời? Đóng cửa lại nha con. Bánh nè mọi người. Ăn cả đời. Quá ăn rồi. Cho nên con mới đầu xuất gia đi tu tới mà. Mãi nợ con xíu ngoài. Cảm ơn con nha. Mới xin ông đĩa ngoài. Xin ông đĩa hả? Dạ. Thôi đừng lột con. Sữa lột nó ăn nữa. Sốt lột. Cho ngoài ngổ hơn. Cho ngoài cá hay con? Này mới hả? Mới mua hôm qua. Hôm qua ngoài. À, con ăn phải không? Lột. Ăn đi. Hả? Ăn đi. Con ăn đi. Cho lột cho ngoài á. Ăn đi. Rồi cảm ơn con nha. Trời để dành cha. Cho ai nữa dạ, còn hai cái không cho ai. Nè, ăn bánh uống nè. Ăn bánh uống. Bánh uống. Bánh uống. Để ba Minh quay. Ba Minh quay chị hai múa, hiểu không? Chờ, đi ra ngoài. Em bưng. Nè, bưng. Muốn ăn rồi em xin lần nữa ngoài. Em xúc. Thấy em thấy em Thảo ăn thấy thương không? Em nó mới xin ông đĩa. Con làm ăn ông đĩa đi coi con sữa. Sữa. À, ông đĩa con hay sữa. Ông đĩa đây thấy. Nè. Mẹ ăn lộn cái này nè con. Con nhớ ăn nghe sữa con thèm á. Cái này nè. Bởi vì con xin nó còn chưa ăn á. Cho chị Na cái rồi con cái. Chị Na lột được mà con. Sữa kia. Ơ bắt này nè. Đeo mở bánh này nè. Đó. Nè, em mở cho Na nè. Em thương lắm. Đi. Dạ. Bên ăn nè, ăn bánh này đi. Để chị Na lộn này cho sữa ăn luôn. Ôi, sữa mừng lắm. Không ăn đúng không? Chị Na lộn sẵn đây chị Na. Ăn. Ngoài im nghe. Chờ xíu con, chờ xíu hai đứa em nè chị, hai đứa em đang nói chuyện chờ xíu con. Lột được không con? Lột được lên cái mẹ lột cho nha sữa. Giỏi quá. Tự lột bánh ăn luôn. Đây là bánh gì biết không? Bánh ú. Bánh gì? Bánh ú. Bánh ú gì? Ú gì con không biết. Bánh ú nước tro, lá tre, được có bằng lá tre. Là lá tre, hai mấy lá tre này rất là lớn. Làm cho cái màu bánh rất là đẹp và rất là thơm. Cái nhân cũng còn, cái nhân của bánh ú nó ngọt. Ờ. Ngon sữa. Sữa phải sao? Ú, bây giờ sữa.
hả? Ủa sữa ăn xong miếng vậy? Sữa mời mấy chị ăn hả? À, sữa đang chờ mời hai chị ăn nè. Bin ăn với bánh với em con. Dạ. Ừ. Chị Mũi ăn bánh với em kìa. Dạ thôi con không ăn bánh đâu. Vậy sữa ăn đi. Sữa ra sữa ăn đi. Sữa ăn với chị Na kìa. Nghe hết không? Vậy chị Na ăn ngon lành kìa. Ăn nè. Ở đây có nhà có hai đứa nít có trà sữa với lại ha. Cà Na là hai ăn lặt vặt. Ủa con ăn nữa hả? Ừ. Ngon không con? Ngon. À. Cái này như cô nó gói nên rất là ngon. Ủa sữa mang trang nha sữa. Sữa ơi. Sữa. Sữa mang trang nha. Sữa mang sữa lọc cho trang đi. Sữa lọc cho trang ăn kìa. Cho thèm lắm á. Được. Sữa lọc cho Trang đi. À tôi sữa không biết Trang đâu. Nào. Sữa có ăn không? Không sữa, chữa mang Trang nha. Gót nào rồi, ngủ nghịch quá. Đây đây cho lọc cho Trang đi. Lọc cho Trang đây. Cảm ơn nè. Mẹ có cây tụng không? Dạ. Có không mẹ, không có cây ngó. Sữa, sữa, sữa nghịch. Sữa lấy hết màu rồi. Mẹ làm gì với mẹ Duyên, con đi không? Lấy hết màu rồi đấy hả? Ờ đi về bản lấy là xin nữa sữa ơi, về bản xin ông đĩa mấy cái ba mấy trái cây sữa ơi, đi sữa. Sữa đi không? Cha đi về nha. Mẹ ơi. Dạ. Con chàng nó cũng rồi xin bức tranh của mẹ để vẽ. Dạ. Giờ đâu có bức tranh ở đây đâu con. Đây mẹ đang làm gì cho mẹ Diêm con. Đây này màu đây này. Để không? Để không? Đó vẽ vào tay mẹ để trang trí cho mẹ. Mai mẹ còn đi đám tiệc. Chơi đi ngồi nhiên không bánh mà đi rồi dễ vậy. Rồi chơi màu đâu rồi. Màu ba ơi. U. Cái này còn không? Hết sạch luôn đó rồi. Con nọ. Con rửa và lấy rồi cho sữa ngọt rồi. À. Hết màu hết rồi. Không còn gì đó. Tay. Rồi hết mất rồi. Hết rồi mai cho mua khác cho sữa cho dễ nha. Mai mua lại mới ha. Con nọ con đổ hết rồi còn đâu. Hết rồi, thấy không? Này, thấy không? Đó. Đây này. Đâu? Cái màu đấy không có. Đó, khô rồi, khô rồi. Rồi chấm một cái thôi, chấm một cái ra vẽ. Trời ơi, dính đất lên rồi con ơi. Ô, sao không mà hết. Từ từ, cứ thôi, rồi rồi. Rồi được rồi. Rồi ra vẽ đi, ra vẽ đi. Ra vẽ đi. Đây đây đây, đem bán sát ra vẽ. Không thôi bà không cho màu nữa đâu. À, rồi ra vẽ đi xong quay bà đi lấy màu. Lấy giấy cho em vẽ con. Cho em một tờ giấy con. Thôi là vẽ vô cái nhà của chị kìa. Cái này đang đẹp, cái này đẹp. À, đây này, đây đây đây. Đây này, bức tranh đây này, giấy đây này. Thấy không? Thấy giấy đây không? Đó, rồi vẽ. Để chị nào lấy giấy cho mẹ. Hết chị nên thôi rồi giấy trắng lên vẽ, màu trắng lên vẽ lên giấy trắng rồi thấy cái gì đâu. Thấy nè. Đẹp chưa con gái? Rồi phát hiện được một bức đâu. Ba Minh bỏ rồi, ba Minh cất rồi. Rồi ba Minh giục luôn rồi. Vẽ đỡ nhiêu đó đây con. Tội nghiệp gái cui quá. Gái cui rất là đam mê vẽ mà. Gái cui đâu có phá đâu. Hả? À. Đúng rồi. Hết màu rồi. Hết vẽ rồi, hết màu rồi. Ba. Này con ăn ra con dẹp ấy nè nè. Ra dột ba vỏ rác nè con. Cái nào còn nguyên thì để nguyên, còn cái nào vỏ là đi dục rác nè con. Cái nào của ăn thì để đó, còn cái nào con ăn thì con bỏ rác đi. Con vỏ
đâu có cái đó, để đây thôi hết màu rồi con, hết màu rồi, ba Minh dẹp rồi, thôi mai cho bữa khác dễ ha, thôi giờ cho về trà cho kiếm ha, thôi chào tạm biệt khán giả đi, giờ cho về cho kiếm nha con. Dạ, xin chào tạm biệt quý khán giả, hẹn gặp lại quý khán giả trong một video tiếp theo. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều.